Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2019, cơ sở chúng em lại cập nhật về cái lô hàng rất là nhiều loại hàng luôn các bạn ạ. Và số lượng cực kỳ là lớn. Riêng hôm nay không thì chúng em hạ hàng từ xe xuống thì gần 1 tấn lan. Nên là thoải mái để mà chia sẻ cho mọi người. Nói chung là số lượng lan càng nhiều thì các bạn cứ yên tâm về cái độ uy tín của cơ sở chúng em là nó ở mức độ nào. Thực sự là đợt hàng này nó đổ bộ cực kỳ là nhiều. Và bây giờ em đi vào giới thiệu về cơ sở lan chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp với chúng em để đặt hàng là số 0984754102. Vâng, hình thức bán hàng của chúng em là bán hàng và gửi hàng đi toàn quốc cho các bạn luôn ạ. Chúng em nhận đơn hàng trực tiếp từ số điện gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em. Một số đơn hàng ở trên Zalo hoặc trên Facebook thì chúng em lại không kiểm soát được ở đấy nhé các bạn nhé. Nên là những đơn hàng ở đấy chúng em sẽ không nhận được. Đó, chúng em nói rõ vậy luôn. Và chúng em bán hàng sẽ gửi hàng đi toàn quốc cho các bạn. Và các bạn chỉ việc thanh toán tiền hàng và tiền cước cho bên bưu tá phát hàng tận nơi cho các bạn ạ. Đó. Nên là các bạn đặt hàng có thể kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Ok thì các bạn nhận hàng thôi ạ. Trong lúc kiểm tra hàng các bạn cứ yêu cầu bưu tá gọi điện lại bên cơ sở chúng em để nhận tin nhắn đồng ý kiểm hàng nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng loại cho các bạn luôn. Thì hôm nay có cả châu lan đa châu Thái nhé các bạn nhé. Đa châu Thái hàng bắc trụ. Ở đây có em có hai cặp châu rất là to luôn. Ở đây hai cặp ba cây nhỉ, ba cây thôi các bạn. Ba cây châu Thái mà rất là to luôn này, size to khủng luôn này. Đấy. Đấy, bác nào thích thì ba cây này mỗi cây là 300.000 một cây. Đấy, ba cây cực to luôn. Đấy. Đó. Đây một cây này. Cây thứ hai đây. Lá rất là to luôn này. Lá này nó bị lỗi lá là nó bị vỡ một chút ở giữa lá này nhá. Và một lá bị gấy đuôi này nhá. Đấy. Đấy. Thế thì cả ba cây này. Một cây là bị lỗi lá đúng không? Một cây là bị lỗi hai lá luôn. Hai lá, ba lá tất cả. Thì thôi thì cái này em cũng bán khuyến mãi cho mọi người là vừa bán vừa biếu là 800.000 cho ba cây này nhé các bạn nhé. 800.000 nữa. Đấy. Hàng đang ở đây anh ơi. Đầy hàng, đầy áp nhà. Một tấn hàng ở đây rồi. Có cái gì cần chi không? Và bây giờ đây em có những cái phần trâu. Những cái cỡ size. Cỡ size châu này có đây này, có 33 phần ở đây này. Thì nó đều size giống nhau hết các bạn ạ. Đấy. Cái loại này thì em bán cho mọi người là mỗi cặp là 380.000 một cặp nhé các bạn nhé. 380.000 một cặp. Đấy, một cặp là hai cây đấy, rõ ràng là như vậy. Đấy, 380.000 ạ. Chứ em không bán lẻ từng cây, khó đóng gói lắm các bạn ạ. Thực sự là gửi một cây lan mà tiền ship nó ngang với hai cây, nó cũng giống nhau cả. Nên là chúng ta cứ lấy hai cặp, cứ hai cây một nhé. 380.000 này, có 3 đống này. Còn loại này đây là loại 220.000 một cặp nhé các bạn nhé. 220.000 một cặp đây. Đó. Một cây như vậy đây. Đó. Đấy. Đấy, chi tiết này, chữ trên xuống dưới có phân loại đều nhau hết này. Là 220.000 một cặp. Rất là rẻ rồi. Đấy. Đó. Và đây là cái lô Trần Tuấn đây. Giới thiệu các bạn có 5 phần Trần Tuấn. Trần Tuấn thì vẫn còn đang nụ như này đây. Đấy, lác đác còn cây còn đang có nụ. Và có những cây đã nở bông này nhá các bạn nhá. Đấy. Em có 5 phần Trần Tuấn nhá. Mỗi phần này là 200.000 nhá. 5 phần Trần Tuấn này mỗi phần là 200.000 ạ. Nó đều nhau hết thôi. Đều là những phần này đều là cây lẻ cả thôi các bạn. Đấy, 200.000 một phần nhá. Và đây là chầm Lào. Chầm Lào thì bây giờ đang đứt nụ nhá các bạn nhá. Đây những cái nụ chầm Lào đây.
Chầm Lào có giá là 1.500.000 1 kg. Đó các bạn. Đấy, như cây này bị hỏng thân tơ này thì sẽ cho vào bên hàng giống. Bên hàng giống là 1.100.000 1 kg thôi. Đấy. Cái hàng loại hàng giống này là cây nó nhỏ nhỏ thôi nhá các bạn nhé. Đó. Cây nó nhỏ nhỏ thôi nhá các bạn nhé. Còn ở đây còn một dề chầm rất là to đẹp này. Dề chầm này thực sự bác nào thích dề to á, dề nó chắc phải chừng khoảng 1.8-2 triệu rồi đấy, nó phải trên 1 cân. Đó. Đấy, bác nào thích dề thì ép cân lên tính tiền cho các bác. Vẫn là giá là 1.500.000 một kg. Còn đây là chầm Myanmar. Loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Chầm Myanmar loại hàng đẹp là 800.000 một kg ạ. Đó. Thân tơ đầy đủ cho các bạn, không hề bị gãy nhé các bạn nhé. Hàng thân tơ mà gãy, đây, khóm này gãy thân tơ này. Thân gãy thân tơ ở gốc. À không phải, cái này không phải gãy đâu các bạn ạ. Đó. Chầm Myanmar thì 800.000 một kg. Thì chầm Myanmar như thân này đây bị gãy thân tơ này, em cho hàng giống cho các bạn nhé. Hàng giống sẽ có giá khác. Đó. Chầm Myanmar thì bây giờ cũng đang nứt nụ rồi các bạn ạ. Còn ở đây thì cái chầm Myanmar hàng giống đây. Đấy, có giá là 680.000 một kg thôi ạ. Thì tất nhiên là nó sẽ có gãy những cái thân tơ, gãy nửa thân hoặc gãy những thân tơ gãy 2 3 4 khúc luôn. Đấy, nhưng mà vẫn có khả năng chúng ta chơi hoa vẫn bình thường và lên mầm gốc bình thường nhé các bạn nhé. Đấy, và cây nhỏ là lấn lộn nhau nhé, cái loại hàng giống này nhé, 680.000 ạ. Và tiếp theo đây em có cái lan ý thảo ba màu. Lan ý thảo ba màu có giá là 300.000 một kg nhé. Ý thảo ba màu chỉ được chừng khoảng 4 kg gì đấy thôi. Hôm nay về đây là mặt bông của ý thảo ba màu đây, hoa rất là đẹp luôn ạ. Đó, đây nhé các bạn. Còn đây là hạc vĩ. Hạc vĩ có giá là 280.000 một kg đấy ạ. Hạc vĩ Bắc đấy ạ. 280.000 một kg nhé các bạn. Còn đây kim điệp nhựa em bán hàng thanh lý cho các bạn là 200.000 một kg thôi, kim điệp nhựa. Hàng này thì nó hơi héo héo thân một tí là 200.000 một kg thôi ạ. Bán rẻ cho mọi người. Đấy, những khóm nó nhỏ nhỏ vậy nó mới cho hoa bình thường nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm, hoa cực kỳ là thơm luôn các bạn ơi. Bây giờ em cầm một nhánh hoa như vậy thôi, chỉ lác đác một vài bông ở đây thôi nhưng mà rất là thơm các bạn ạ. Tại vì hàng mới dỡ ra nữa nên là rất là thơm luôn. Đấy, những khóm như này nó trốn hoa này. À, nó nở hoa, nó tàn rồi. Đấy, như thân này sang năm cho hoa nhá. Đấy, như thân này nên nó rời rạc rồi, nó vẫn cho bông được tươi tắn như này đây các bạn ạ. Đấy. Đấy, giá bình thường của nó luôn có giá là 250.000 một kg nhưng em bán thanh lý cho mọi người cái này chỉ có 200.000 một kg thôi này. Đấy, em bán từ 5 lạng trở lên nhé. Và còn ở đây là môi tua. Lan môi tua thì có được vài cân, chắc độ 3 cân gì đấy. Đấy, to nhỏ có nhá các bạn nhá. Lan môi tua thì có giá là 150.000 một kg. Và ở đây có một dề. Dề này thì hơn 1 cân luôn. Dề này lúc nãy em cân thử như là 1 cân 6 ấy thôi. 1 cân 6. Đấy, em cũng tính tiền là 150.000 một cân. 1 cân 6 nó rơi độ hơn 200 một tí. Và còn đây là chồn Bắc. Chồn Bắc hàng thanh lý này em bán. Cái này là hàng xấu xấu nhá. Cái này là mối nó gửi lên nhờ bán thanh lý cho mối nó độ khoảng 2 cân, 3 2 hơn 2 cân gì đấy. Thì có giá là 130.000 một kg thôi các bạn ạ. Đấy, 130.000 một kg, chứ còn chồn thì như mọi khi thì loại chồn đẹp nó lên tới điện 250 cơ. Mà chồn giống nó cũng phải tầm 170-180 nhưng mà cái này thanh lý chỉ có 130 thôi này, 1 kg thôi này. Em bán tối thiểu là 1 kg nhé các bạn nhé. Không bán 5 lạng không bán đâu nhé. Cái chồn riêng chồn này nhé. Còn đây là chồn Lào. Chồn Lào thì vốn dĩ cái lá của nó khai thác về nó vốn heo heo vậy các bạn ạ. Tại vì nó mất nước. Nên là các bạn trồng lên là tưới nước bình thường thôi. Là cây nó sẽ tươi lại thôi. Chứ còn riêng về cái dòng này nó héo là nó là không sợ đâu. Đây, chồn thì bây giờ đang nụ như này nhé các bạn nhé.
đang nụ đây, đâm nụ như này nữa đây, kể cả chồn bắc cũng thế nhá, chồn bắc cũng đang đâm nụ nhá. Đấy, cái là chồn trắng nhá các bạn, chồn trắng rừng Lào thì có giá là 180.000 một kg thôi ạ. Hàng rất là rẻ luôn, em bán rất là rẻ, lấy được lô hàng rẻ em bán cho các bạn rất là rẻ luôn ạ. Đây cũng là nụ đây, đấy, nụ xanh xanh rất là nhiều luôn ạ. Đấy, hàng solo nhé các bạn nhé. Và còn đây là hoàng thảo điện Biên Đông. Hoàng thảo điện Biên Đông về được có chục cân. Đấy, cái dòng này thì thân nó khá nặng nặng, em bán từ nửa kg trở lên cho các bạn đủ một giò. Hoàng thảo điện Biên Đông có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhé. Hoa vàng rực rất là đẹp luôn ạ. Tình trạng cây bây giờ đang lên mầm khá là nhiều các bạn ơi, đang lên mầm gốc nhé các bạn nhé. Tại vì bây giờ đang mùa hoa rồi và mầm gốc bắt đầu đang lên các bạn nhé. Đây, những khóm này đây, mầm gốc đang lên chi chít này. Đó. Đấy, những khóm nhỏ nhỏ này mầm gốc nó cũng lên chi chít luôn này. Về chúng ta nuôi mầm để sang năm chúng ta chơi hoa nhé. Màu hoa vàng rực nhé. Ở trong miền Nam thì bông nó sẽ nở vào dịp Tết, rất là thích hợp để chúng ta chơi Tết nhé. Còn đây là ý ngọc này. Ý ngọc có giá là 300.000 một kg. Tình trạng cây bây giờ cũng đang nụ chi chít như này đây và lên mầm gốc rất là mơn mởn luôn ạ. Đấy, ý ngọc ạ. Hôm nay số lượng hàng rất là nhiều nên là clip sẽ hơi dài nhé các bạn nhé. Nên là các bạn cứ theo dõi clip. Các bạn thấy thích loại lan nào thì cứ gọi điện ủng hộ shop để mua hàng nhé các bạn nhé. Còn đây là kiều vàng này, kiều vàng bây giờ cũng đang nụ rất là to, khá to đây. Đấy. Đấy, vạch một cái mà được luôn hai nụ ngay gần đây thì tỷ lệ nụ rất là nhiều rồi các bạn ạ. Đấy, cái này nụ mà dài hơn một tí nữa thì chúng ta hết khả năng chơi hoa. Đây, có những khóm nụ rất là dài được như này đây. Đấy. Những cái nụ rất là dễ gãy các bạn ạ. Rất là nhiều nụ rồi các nhá các bạn nhé. Đấy, kiều vàng 180.000 một kg. Đấy. Đây là lan kiều vàng nhá. Rất nhiều luôn. Cái này thực sự là chúng em không dám cởi ra luôn. Tại vì cởi ra là tỷ lệ nụ nó rụng khá là nhiều. Nên là lúc đóng gói hàng thì lúc đấy sẽ lọc hàng rời và hàng gãy sau. Như các bạn nhé. Và còn ở đây thì em có lan lụa vàng. Lụa vàng về được độ hơn 2 cân. Lụa vàng có giá 350.000 một kg nhé các bạn nhé. Cây thì nó rời rời thôi chứ nó không được cây thì nó ngắn ngắn thôi chứ không dài đâu nhé các bạn nhé. Cái lụa vàng này nhá, như này là dài nhất rồi. Đấy. Đấy. Nó sẽ ngắn từ này chừng này trở lên này. Đó. 350.000 một kg ạ. Đó. Còn ở đây là u lồi. Ăn u lồi về được 4 kg. Thì đây, tình trạng cây bây giờ đang hoa và lên những mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Lan u lồi có giá là 250.000 một kg thôi ạ. Đấy, phiên hôm nay em bán rẻ cho mọi người là 250.000 một kg thôi. Đây là mặt bông hoa u lồi đây. Màu rất là sáng và bông rất là to nhé. Đấy. Màu rất sáng, bông rất to. Đảm bảo mầm gốc cho các bạn lên rất khỏe. Còn ở đây là một loại lan mới cập nhật này. Đấy. Tất nhiên là ở rừng là có nhưng mà việc khai thác của nó rất khó. Những cái lá này rất giòn nhé các bạn nhé. Những cái lá rất giòn. Đó. Cái này là dáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé. Dòng này chúng ta chỉ chơi sưu tầm. Tại vì cây lá của nó rất là đẹp. Còn hoa thì nó nhỏ thôi. Hoa thì không được đẹp mấy đâu các bạn ạ. Mà giá của nó rất là rẻ. Giá của nó chỉ có 100.000 một kg thôi nhé các bạn nhé. Đấy, lá thì nó hơi ấy ấy tí. Nhưng mà về chúng ta chăm sóc để cây nó lên nhá, cây lá xếp rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cây thì giống như cây đuôi cáo nhưng mà cây nó được lá xếp đẹp hơn. Đấy, đó, lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Cây này là dáng hương miệng kín hai thùy nhé các bạn nhé, tên đầy đủ của nó vậy ạ. Đó, giá là 100.000 một kg thôi. Và còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì cái loại hàng giống này thì cái này thì sơ sát quá, cái này em chưa nhặt kỹ nên là cái loại này thì em bán thanh lý cho mọi người là 160.000 một kg thôi này. Hàng thanh lý nhé các bạn nhé, là hàng loại cây giống ấy. Còn đây loại hàng đẹp đây. Đùi gà này là đùi gà tròn vùng Thanh Hóa nhé các bạn nhé, vùng rừng Thanh Hóa nhé. Đấy, em nhập từ tận Thanh Hóa ra đấy ạ.
Đấy, còn loại hàng đẹp đẹp này là 200.000 1 kg ạ. Đó. Tình trạng cây bây giờ thì nó đã nở hoa xong nên là tỷ lệ thân tơ là còn còn cực kỳ là ít, những thân nào nó trốn hoa thì nó mới còn đấy các bạn nhé. Đấy. Còn những cái thân mà năm nay chơi hoa rồi thì nó đang như này. Đấy, và có những cây mà nó phát triển mầm sớm thì mầm nó chừng này rồi đây. Còn những cây mà nó phát triển đây, mầm này. Bây giờ nó đang lên mầm thôi nhé các bạn nhé. Nó xong hoa nó mới lên mầm nhé. Đây, đang nứt mầm này. Đang nứt mầm gốc này. Gần như là đang nứt mầm gốc cả thôi các bạn ạ. Đấy, đùi gà tròn có giá 200.000 1 kg. Còn đây là lan long nhãn. Long nhãn thì còn độ đâu khoảng 7 cân. Loại này cũng khá là nhẹ. Lan long nhãn thì chuẩn bị vào mùa hoa nhé các bạn nhé. Đấy, có những cây đang có nụ như này đây. Đó. Đây là lan long nhãn, nụ lan long nhãn nhá. Lác đác có những cây đang có nụ nhá. Hoa màu vàng khá là đẹp ạ. Mà giá rất là rẻ, chỉ có giá là 100.000 1 kg đây này, lan long nhãn. Còn đây là long tu xuân. Long tu xuân hàng giống có giá là 240.000 1 kg. Nhớ các bạn nhé. Cây nó sẽ dài độ khoảng 5 cm đến 20 cm. Còn ở đây là long tu xuân loại hàng đẹp. Thì long tu xuân cũng mùa mới xong hoa và bây giờ đang lên những cái mầm gốc nhé các bạn nhé. Đấy, long tu xuân thì cực kỳ dễ thuần rồi mà hoa rất là đẹp mà lại dễ trồng, dễ thuần ở khắp mọi vùng miền. Đấy, có giá là 280.000 1 kg loại hàng đẹp. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hôm nay về số lượng khá là rất là nhiều đấy, số lượng em về gần một tạ sơn thủy tiên luôn. Sơn thủy tiên thì có những cây nào nở sớm thì nó nụ nó đã to như này rồi đây, và những cây nào muộn thì bây giờ nụ nó đang cỡ này đấy, và có những cây được nụ nó còn mới nhú nữa cơ. Đấy, như lô này đây thì nụ khá dài đấy. Sơn thủy tiên hàng rất là đẹp luôn ạ, rất là đều và đẹp, có giá là 200.000 1 kg nhé, sơn thủy tiên ạ. Còn đây là lan ngọc thạch bắc này, ngọc thạch lào, ngọc thạch ba màu lào nhé các bạn nhé. Ngọc thạch ba màu lào thì nó nở hoa sớm hơn ngọc thạch bắc đấy. Cái này là chuẩn ngọc thạch ba màu luôn này, màu trắng, màu tím và màu vàng này đấy. Còn cái ngọc thạch bắc á, thì nó sẽ có lẫn lộn cả ngọc thạch hai màu nhé các bạn nhé. Còn chúng ta mà chơi hàng lào này thì chuẩn chỉ 100% là ngọc thạch ba màu đấy, màu nó sẽ sặc sỡ hơn. Ngọc thạch ba màu hàng rừng lào có giá là 180.000 1 kg ạ. Và còn đây là lan kim thoa. Lan kim thoa thì cũng trổ hoa theo mùa hoa của long nhãn. Lan kim thoa thì có giá là 100.000 1 kg thôi các bạn, giá rất là rẻ mà cây nó cũng có mùi hương rất là thơm ạ. Cây này còn có tính chất dược liệu mà bên Trung Quốc thu mua rất là nhiều, với cả long nhãn và phi đực vàng vậy. Còn đây là lan phượng vĩ nha các bạn nhé. Phượng vĩ còn đâu độ khoảng 5 cân thôi này. Đấy, phượng vĩ bây giờ đang nụ như này nhé các bạn. Đó, đang là mùa nụ cũng mùa ghép. Phượng vĩ thì chúng ta trồng bờ rào, tường nhà, trồng trụ cổng rất thích hợp, tại vì cây chịu nắng rất là tốt và cho hoa màu vàng, màu đỏ rực luôn các bạn ạ, màu như màu hoa phượng, cây phượng ấy, như là cây phượng mà ở thành phố Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ ấy, đúng không? Đấy, nó màu hoa rất là rực rỡ mà nó rất là chịu nắng, rất thích hợp cho hàng rào và trụ cổng. Đấy, 150.000 1 kg thôi. Và còn đây là cái cây bạc diệp. Cây này là cây mạc diệp nhé các bạn nhé. Đây, hoa dân họ khai thác về cần hoa rất là cao. Đấy, cái củ mạc diệp này thì em bán là 20.000 một củ nhé các bạn nhé. 20.000 một củ này, đấy. Đó. Đấy, những củ bé bé này thì tính là 10.000 một củ thôi các bạn ạ. Đây, như đây là hai củ này, 10.000 một củ. Và cái loại này là 20.000 một củ nhé các bạn nhé. Đó. Loại to to đều như này là 20.000 một củ ạ. Và có những cây nó vẫn còn đang cho nụ các bạn ạ. Lúc đấy em thấy đâu đấy là em gỡ ra là vẫn còn thấy đang có nụ. Đấy, những củ nhỏ là đây, những cây này nên hoa nó vẫn chưa nở hết này. Đấy. Cây này là cây mạc diệp nhé các bạn nhé. Mạc diệp trồng địa địa lan là chúng ta trồng bằng
bằng bằng bằng vỏ trấu trộn lẫn với đất mùn nhá các bạn nhé, là cây nó phát triển rất là tốt luôn ạ. Và còn ở trong này đây là ngọc thạch hai màu, ngọc thạch bắc. Ngọc thạch bắc thì nó sẽ có lẫn lộn cả ngọc thạch hai màu và ngọc thạch ba màu lẫn lộn nhau nhé các bạn nhé. Ngọc thạch bắc thì được cái thân nó to hơn, và đây có những cây nó vẫn còn đang có nụ nhé các bạn nhé. Như thân này vẫn còn chưa xuất hiện nụ này, đó đấy, thân này vẫn chưa xuất hiện nụ, và có lắc, cũng có lác đác những thân nó đã nở hoa rồi nhé các bạn nhé. Ngọc thạch bắc có giá là 200.000 một kg ạ. Đấy, số lượng hàng của em về chừng khoảng 4 đến 50 kg, thoải mái để chia sẻ cho mọi người trong 1-2 ngày hôm nay. Còn đây là lan chuối ngọc. Chuối ngọc thì em bán với cái giá rẻ giống như là giá xả hàng rồi, 160.000 một kg thôi các bạn ạ, lan chuối ngọc ạ. Còn đây là lan hoàng phi hạc. Loại hàng này bây giờ em cũng đang trồng vào vườn khá là nhiều. Hoàng phi hạc cũng rất là dễ trồng nhớ các bạn nhé. Cây đang lên mầm như này đây, và cây cũng mới xong hoa đây thôi các bạn ạ, hoàng phi hạc á. Đấy, đấy, những cái bông hoa tàn vẫn còn đây này. Đấy, cái màu hoa của hoàng phi hạc thì cũng như các bạn cũng biết, nó sẽ có cả cánh hồng như này đây. Đấy, vẫn còn có bông là để chúng ta xem được màu hoa là cánh hồng này, cánh hồng họng vàng, hoặc là cánh xanh họng vàng, hoặc là cánh trắng họng vàng. Đấy, hoặc là cả bông đều là màu xanh. Mặt bông của nó khá là đa dạng về cái mặt hoa phàng hoàng phi hạc này. Và còn có những thân nó vẫn còn đang nụ, lác đác nụ thôi. Những nụ này thì cũng chỉ lác đác một vài thân còn đang nụ. Và cũng có những cái bông mà họng tím nhá các bạn nhá. Đấy, có những bông này, bông họng tím này. Đó, họng tím đen luôn này, mà cánh trắng này. Đó, hoàng phi hạc đấy ạ. Hoàng phi hạc mặt bông rất là đa dạng, nên là chúng ta cũng rất đáng để sưu tầm với cái số lượng mà khá là nhiều, vùng miền khác nhau. Đó. Và cái hoàng phi hạc có giá là 200.000 một 200.000 một kg nhé các bạn nhé. 200.000 một kg hoàng phi hạc ạ. Đấy, số lượng hàng đây. Còn đây là hoàng lạp. Lan hoàng lạp thì có giá rất là rẻ thôi các bạn ạ. Hoàng lạp có giá là 140.000 một kg thôi. Giá rất là rẻ. Đấy, mặt bông hoàng lạp đây. Thì vì cái này là lúc nhỏ về là mặt bông nó bị mất nước, nên là bông, mặt bông còn khá là nhỏ. Mặt bông màu vàng đấy ạ. Và thân nó sẽ hơi héo héo, nó khác sơn thủy tiên là như vậy nha các bạn nhé. Cái sơn thủy tiên thì nó sẽ bóng mượt hơn và nó thật to hơn. Và còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng có giá rất là rẻ, chỉ có giá là 120.000 một kg thôi các bạn. Đây là mặt bông của nhất điểm hoàng đang nở bông đây. Đấy, cánh vàng họng cam nhé các bạn nhé. Nhất điểm hoàng đấy. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì có giá là 180.000 một kg. Đó, kim điệp xuân còn đâu đây, lẫn lộn ở đây 1-2 bó, chắc độ khoảng 1-2 cân. Kim điệp xuân vẫn còn có những cây vẫn còn đang nụ như này đây. Đấy, có những cây đã trổ bông xong rồi. Và mặt bông của sơn thì kim điệp xuân thì nó cũng là màu vàng nhé các bạn nhé. Còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt mà mấy phiên gần đây thì cái giò lan của em cực kỳ là đẹp luôn. Em cũng có chia sẻ trên Facebook và trên Zalo. Với cả 1-2 phiên trước thì em cũng đã có quay clip về cái dề đùi gà đấy. Là em cũng đã quay lên cho các bạn, chia sẻ các bạn xem, cùng xem. Cái đùi gà dẹt này có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, lan đùi gà dẹt ạ, 200.000 một kg ạ, loại hàng đẹp đấy ạ. Còn cái loại hàng giống, hàng rời rời á, thì chúng em lọc ra thì nó sẽ rời rời như này đây. Thì có giá là 160.000 một kg thôi. Đấy, em bán chia sẻ mọi người cái hàng giống giá rất là rẻ. Và còn đây là trúc đen. Trúc đen này bây giờ đang hoa đây các bạn. Đấy, trúc đen bây giờ đang hoa này. 180.000 một kg, chỉ có được độ khoảng 3 kg này, và có từng dề khá là to. Đấy. Và ở đây là lan phi điệp vàng. Đấy, phi điệp vàng đây. Đấy, bây giờ mầm cây đang lên rất là tốt rồi đấy ạ. Phi điệp vàng có giá 150.000 một kg. Và ở đây em có một bó quế nâu. Bó quế nâu thì chắc phải trên 2 kg.
Đấy, bò quê nâu này bác nào thích sưu tầm thì em để giá cho là 200.000 nhá các bạn nhé. Bò quê nâu này 200.000 ạ. Còn đây là dáng hương tam bảo sắc, lô dáng hương tam bảo sắc cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đấy, lô dáng hương tam bảo sắc rất là đẹp ạ. Dáng hương tam bảo sắc, lô hàng này có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Chỉ có chục kg thôi, nên là chúng ta nhanh tay đặt hàng nhé các bạn nhé. Tam bảo sắc năm nay về hàng rất là cực kỳ là hiếm. Đây, đây là hàng rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé, chứ không phải là hàng của Lào. Hàng của Lào thì khai thác ở có khả năng là rừng khai thác nó dễ hơn, thì cây nó sẽ mướt mát hơn. Và hàng đó thì giá cũng khá là cao, nó phải trên 300.000 một kg. Nhưng loại này thì hàng rất là rẻ. Và đây là nụ của tam bảo sắc đây các bạn. Nụ tam bảo sắc bây giờ đang dài độ khoảng 10 cm rồi này. Đó. Năm nay thì lại không có tam bảo sắc của hàng Lào nhé các bạn nhé. 200.000 một kg thôi. Còn đây là lan thập hoa. Thập hoa thì có giá là 150.000 một kg. Đấy, thập hoa này là thập hoa Tây Bắc nên là cũng chưa có nụ luôn các bạn ạ. Nên là chúng ta cứ yên tâm là lấy về là sắp tới cây ra nụ để chúng ta chơi hoa. Đây, lác đác có thân đang ra nụ như này, đây này. Đấy, thân này đang có hai nụ đây. Đấy. Đó, 150.000 một kg thôi ạ. Còn đây là hoàng thảo vôi. Đấy, hoàng thảo vôi đây nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi có giá là 260.000 một kg ạ. Đó. Hàng thảo vôi thì thời gian, thời điểm này thì hàng khá là khan hàng. Đấy. Cả tuần nay thì về được bằng này hoàng thảo vôi đây. Và đây là hoàng thảo tam bảo sắc nhé các bạn nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 một kg này. Đó. Giá rất là rẻ luôn, màu hoa cực kỳ là sặc sỡ. Về cái hoàng thảo tam bảo sắc này. Đó. Và ở đây có ít trúc mành. Trúc mành thì cũng có giá là 250.000 một kg thôi. Trúc mành thì bây giờ cũng đang hình như cũng đang mùa nụ hay sao ấy các bạn ạ. Hình như là đúng rồi, đang mùa nụ đây. Đây là những cái nụ trúc mành đây, rất là nhỏ nhoi như này thôi. Nhưng mà cho ra những cái bông hoa cực kỳ là to, cánh rất là to và sặc sỡ nha các bạn nhé. Đó. Đang là mùa nụ rồi nhé các bạn nhé. Đây có những thân là nụ cũng khá to nhé. Đâu, à đây không phải nụ. Nụ bây giờ đang bắt đầu thôi. Đấy. Trúc mành nhé, có độ khoảng 1 kg thôi. Và còn đây là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn hàng về cực kỳ là ít luôn. Đấy. Có mỗi hôm nay là em bắt được lô độ khoảng chục kg này. Hoàng thảo xoắn thì hoa rất là đẹp. Cánh hoa này, nhìn cánh hoa đây. Đấy. Cánh hoa chưa nở hết đây. Họng của nó là màu tím nhé các bạn nhé. Họng của nó chưa nở hết. Đây, đây, đây. Đây, một bông này nở hết này. Đấy, họng này. Họng tím này. Cánh nó xoắn nhé các bạn nhé. Có những thân nó vẫn còn lác đác, vẫn còn đang nụ đây. Đấy, hoàng thảo xoắn có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng rất là khan nên giá cũng khá là cao. Như năm ngoái thì chúng em bán chỉ có 150.000 một kg thôi. Nhưng mà thực sự là năm nay em nhập vào đây gần hơn 200.000 một kg. Đấy. Đấy, có những bông vẫn còn chưa nở đây. Hoàng thảo xoắn này. Đấy, lô này màu tím. Màu tím này là tím cà rồi, kiểu màu tím thủy chung kia rồi. Đấy. Hoàng thảo xoắn 250.000 một kg. Và còn đây là long tu. Long tu đá nha các bạn. Long tu đá có giá là 200.000 một kg thôi ạ. Đó. Cái này là long tu đá trắng. Lô này là long tu đá trắng nhé các bạn nhé. 200.000 một kg ạ. Đấy. Cái này là long tu đá trắng. Mặt hàng này có cực kỳ là ít đấy. Không có nhiều đấy. Và còn đây là kiều tím miền Trung đấy ạ. Kiều tím miền Trung thì cái này chúng em vẫn chưa lọc hàng được. Cái này và cái này chúng em vẫn còn phải trả hàng những cái đơn hàng vừa rồi mà chúng em thiếu của khách. Đấy, kiều tím miền Trung thì có giá là 350.000 một kg đấy ạ. Nhưng mà lô này gần như là em trả khách hết hàng rồi. Đấy. Và đây em còn có những cái cây mà nhỏ nhỏ nhá các bạn nhá. Kiều tím mà cây nhỏ này thì em bán với cái giá hàng giống thì 300.000 một kg thôi. Đấy. Hàng cây nhỏ nhá các bạn nhá. Đấy, có những cây rất là đẹp luôn ạ. Và còn đây em có kiều vuông nữa này. Kiều vuông thân dài nhưng mà lô này thân khá là ngắn, rất là đẹp luôn ạ. Chỉ có chừng khoảng 2 kg thôi. Loại này có giá là
220.000 1 kg này, kiểu vuông này. Kiểu vuông cam nhé các bạn nhé. Và còn đây là lan hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng bây giờ đang lên mầm như này đây các bạn. Rất là đẹp. Em lấy được cái lô này với cái giá rất là rẻ luôn. Lô hàng này thì em bán giá với giá hàng giống cho mọi người là 380.000 1 kg nhé các bạn nhé. Ra ngoại 380.000 1 kg ạ. Hoàng thảo lông trắng ạ. Đấy, hàng bây giờ đang lên mầm gốc rất là nhiều luôn ạ. Đấy. Đó. Còn đây là kiều vuông. Kiều vuông Lào nhé các bạn nhé. Kiều vuông Lào này. Đấy. Loại này có giá là 200.000 1 kg ạ. Đấy, số lượng về rất là ít. Cực kỳ là khan hàng luôn. Đấy. Thân thì ngắn. Nhưng mà những cái vòi hoa rất là dài nhé các bạn nhé. Đó, vừa rồi là những mặt hàng hoa lan rừng của chúng em ngày hôm nay có để chia sẻ cho mọi người. Đấy, với số lượng lan là gần 1 tấn hàng đang có ở cơ sở chúng em nhé các bạn nhé. Nên các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của chúng em đã đề ở đầu clip. Và chúng em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp với các bạn và gửi hàng đi trong ngày cho các bạn luôn ạ. Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đang bên lan trên Quốc nhé.